안녕. 오빠 나 힘 빠지는데 이렇게 비 오고 있어? 비 올 것 같았어 밖에 아까부터. 아 진짜? 몰라. 야 어저께 이쪽 길 건너편 공터에 밤샘 무슨 락 같은 걸 했나봐. 어, 맞아 맞아. 아침 8시에 끝났어. 헐. 와, 나 죽는 줄 알았어. 나 한 15번 깼어 자다가. 오빠 집에 있을 때도 우리 트로 들렸었잖아. 우리 집에서도 들리더라. 아 너무 시끄럽게 하는 거야. 너무 시끄럽게 인간적으로. 여기 그런 거 신경 없어. 이사 가야겠다. 뷔페 먹으러. 좋았어. 좋았어. 일단 그럼 유미 태우고 밥 먼저 먹으러 갈게요. 그래. 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 요즘 기분 좋아. Mua rồi hả? Ừ lên đi. Thì chúng ta đi ăn trước nha. Yes. Ok. Chưa ăn đúng không? 안녕하세요. 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 어 요즘 귀요미 말투도 배웠어? 안녕하세요. Ăn xong chúng ta sẽ đi mua cover cái nệm của em mà em tự chọn nha. Dạ. Anh cũng muốn xem em chọn cái gì. Lúa hay không? 이쁜 거 고르겠나? 어? 나만큼 이쁜 거 고르겠나? 어? 이게 계피잎이라는데요? 이게? 짝짝 không? 짝짝. 계피 향 전혀 안 나는데? nhưng mà sao em biết? Em không quay lên mà. 근데 계피 향은 절대 아니야. 맛있네. 이거 계란국. 어 맛있다. 알뜰살뜰 먹는다. 나와. 이모 나 있어. 커피? 뭐야? 내 거야. Em, nó tiếng Hàn là gì? Cái gì? Quên rồi. 배불러. 배부르다. 배불러. 배불러. 배불러 꼼다. 배불러. 배불러? 배불러. 배불러. 간다. Em thích màu gì? Em hả? Em thích màu hả? Mấy màu mà xám xám nè. À, giờ này thích màu hồng anh. Em thích màu hồng hả? Dạ rồi đây thích màu hồng. Không hợp với em. Tại sao? 아니 에스컬레이터를 그냥 걸어 올라간다고? 계단으로 올라가지 그냥. 계단이 없어요. 싹. 미안해. 아 미안해. 미안해. 바이바이바이서 미안해. 미안. 미안해. 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 자, 골라봐라. 어? 뭐야? 왜요? 통했어요? 아, 나 장난으로 얘기했는데 이거 좋은가 본데? 좋은가 본데? 어? 장난인데? 어? 좋은가 본데? MT까지도 하? 컴. 어, 다행이다. 큰일 날 뻔했다. cái này được không ta? Cái đó hả? Nó chơi hả đó. Cái này thì sao? Hợp với không em? Thôi cái này sến lắm. Không, bánh bèo lắm. Kiểu, kiểu giống như là công chúa. Kiểu vintage. 이게 빈티지 공주야? 아니 이쁘잖아. 좀 뭔가 그런 감성. 빈티지 공주. 그지 공주. 공주야? 아? 그지 공주. 그지 공주. Em thích cái đó hả? Dễ thương mà. Oh. Wow. Tại sao? Wow. Tại sao? Không. Cái này cũng được. Đơn giản. Lấy cái này đi. 이건 이불인가? 이불이야? 어. 이건 있잖아. 맨 정돈. Em không còn mua cái này mà. À. 지금은 커버만 고르면 돼. 네. 베개하고 그거 커버하고. 생각해보니까 지금 이거 다 이불이잖아. 어 이불 있는 거야. Em. Em không còn chọn cái này. Chứ cái nào? Em có cái này rồi mà. Chứ mua cái nào? Tại vì chúng ta đến mua cover mà. À, đúng không? Em chọn ở đây đi. À, cái đó là cover của Nam với lại mua cái màu trắng đi, tại vì cái màn ở nhà màu trắng rồi đó. 이거는 매트리스인가? 네, 써 있어. Đi hay là mua cái này đi, màu trắng sợ dơ quá à. Ừ. Cái này nha. Đó. Sao nó tối tối vậy ta? Ủa chị, cái ga này, cái ga giường có cái màu này không chị? Ga giường. 이거 다른 회색 아니야, 심지어? Màu này đẹp hơn đúng không? Màu này đẹp hơn hả? Thì cái nền thì màu xám, với lại em muốn màu này nữa hả? Thôi mua một bộ luôn chứ. Mua một bộ luôn chứ, chả lẽ cái này màu khác rồi lại nó màu khác. Nếu mà mua thì tất cả em mua màu này luôn hả? Ừ. Tùy em cũng được. 예쁘게 나와? 응. 아 진짜? 엄청 예쁘네. 어 진짜? 응. 엄청 예쁜 거 아니고? 좀 찍어줘. 야, 좀 찍어줘요? 아 찍으면 너 찍힌다 진짜. 찍히면 찍혀 이걸로 요길로. 안 때려. 안 때려. 안 때려. 아이 빡치네. 안 때려. 빡쳐. 어 빡쳐. 때릴 수도 없고. Là đổi ta. Sao vậy em? Bảo khác nhau hả? Không, muốn đổi cái này sáng hơn. Ừ. 이건 다른 색이네. 나도 이거 골라왔는데. chị cũng mua hả? 그 누구 거야? 우리 거? 나 거. 이건 뭔데? 이거는 베개 커버. À. Bây giờ em đang lô về cái gì? Cái này thì nó hơi tối. Ừ. Nhưng mà cái này hơi sáng hả? Cái này sáng nhưng mà không có vỏ mền. Nó không đủ bộ. 근데 이거 두 개 지금 같은 거 아니에요? 다른 거 같은데? 아니 이것도 이불 커버, 이것도 이불 커버 아니야? 아 내용이? 어 맞는 거 같아. 사기 되게 복잡하다 그게. 나는 못 사겠다 이렇게는. 나 지금 뭐가 뭔지 하나도 모르겠어. 나 두통을 뻔했어 순간적으로. 여기서 고르는 이거는 뭐라고? 매트리스 커버. 그럼 저쪽에서 고른 건 뭐야? 이불 커버. 이거는 베개 커버? 하늘이 아직도 헷갈려갖고 다른 얘기하고 있어. 나도 못 사겠다 여기. 여기서 못 사겠다. 인터넷 주문 그거. 이건 달라 진짜 색깔이. 하나 좀 깔깔이. 내정지 왔어. Thấy màu nào được hơn? Chị thích màu này hơn nhưng mà chị thấy màu này hợp với em hơn. 좀 맞지? 그치? 조금 이거 따뜻한 계열이 어울려 얘는. 나의 생각엔 없어? 생각 없어? 알았어 말씀해 보시죠. 흰색 예. 침대 시트에 예. 저 하늘색 그 이불 커버가 제일 좋은 것 같아요. 자 여기까지가 옆집 평론의 생각이었습니다. 아니 이 색깔 흰색 시트에 요거 이불 커버. 이상으로 한방병원이었습니다. 마우너 어디? 병원 색깔인가 너무? 예쁜데 저렇게 하는 게. Trả lại. Thì em chọn màu đó hả? Yes. Nếu mà em thích thì không sao. Xong. Đối ôm. Bối ôm có. Ok. 이씨 이만한데 유미 다리. 아우 많이 샀다. Vui không? Vui. 그 커버 이거 커버 샀어? 응. Bỏ cái này chưa? Ta-da. Ga giường. Ga mền. Áo gối với lại có bạn mới đã có thêm một bạn mới nữa. Nhưng ok mà... hai cái hả? Ừ 3.072.000. Ok ok bye bye. Tôi không ăn chỉ ăn phở thôi. Không. Cảm ơn anh. Không sao Mita. Cảm ơn anh. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. 거짓말. 요즘 유행어야? 거짓말. 네 얼굴 거짓말. 이러고. Bây giờ anh biết em thích màu gì? Em thích màu màu nâu. Màu nâu nha, nó hơi được nha. Anh không biết màu nó làm cái gì, anh chỉ biết là màu. Được rồi, em biết anh định nói gì mà. 많이 샀다. 그럼 오늘의 쇼핑은 여기까지. 안녕.